Cái tính sách tay IdeaPad mới, giá từ 6 triệu đồng. Lenovo vừa chính thức giới thiệu loạt máy tính cá nhân chạy Windows 10 mới nhất dành cho thị trường Việt Nam thuộc dòng sản phẩm IdeaPad bao gồm IdeaPad S145, S340, S540 với những cải tiến về thiết kế cùng nhiều tính năng hướng đến người dùng và ở phân khúc giá khác nhau. Trong đó, có cấu hình mạnh mẽ nhất là IdeaPad S540 với chip Intel Core i7 thế hệ thứ 8, các màn hình NVIDIA MX250 và công nghệ sạc nhanh Rapid Charge với khoảng 2 giờ sử dụng chỉ sau 15 phút sạc. S540 sở hữu khung máy làm từ hợp kim nhôm tạo cảm giác chắc chắn khi cầm, dù rất mỏng. Màn hình của máy có hai tùy chọn là 14 và 15, với độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, phù hợp đối tượng là doanh nhân và người dùng giải trí đa phương tiện. Mẫu thứ hai là IdeaPad S340 sở hữu kiểu dáng mỏng hơn, nhẹ hơn, cùng 4 tùy chọn màu sắc trong hai phiên bản 14 và 15. Điểm nổi bật của S340 đó là trang bị các tính năng trợ lý ảo AI như Amazon Alexa, Microsoft Cortana, cho phép người dùng lên lịch họp, nhận thông báo nhắc nhở hay quản lý danh mục các việc cần làm, yêu cầu mua sắm, nghe tin tức, đều thông qua trợ lý ảo. Bên cạnh đó, mẫu máy này cũng sở hữu cấu hình tương đương với dòng S540, bao gồm chip xử lý Intel Core i7 thế hệ 8 và các màn hình NVIDIA MX250. Thành viên cuối cùng trong các mẫu IdeaPad S series mới lần này là IdeaPad S145, do là sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ, chủ yếu hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên, nên sản phẩm chú trọng vào hiệu năng bền lâu, xử lý tác vụ trơn tru, cùng thiết kế mỏng nhẹ, sành điệu, và chỉ có một tùy chọn kích thước là 14. Lenovo IdeaPad S145 và S340 hiện đã có mặt tại các đại lý trên toàn quốc với giá khởi điểm tương ứng là 6.099.000 VND, 12.299 VND. Trong khi đó, IdeaPad S540 sẽ có mặt vào giữa tháng 6 này với mức giá khởi điểm là 14.999 VND. Cả 3 mẫu máy đều có dịch vụ bảo hành tận nơi trong 1 năm. Nguyễn